I like to read books and watch YouTube videos. What about? Hello everyone, welcome back to my channel. And today I bring you conversation number 9. Topic is talking about leisure activities. Chúng xung xoá cùng một căn channel của mình một lần tiếp. Chúng các sản phẩm thì cũng muốn ngay đi. Và thiên bọn dưỡng cứ nửa dòng bí sạc cam một phía bê tùm nề. Và laser activity dưỡng khai thác sạc cam một phía nô bê tùm nề. Sạc cam một phía đầy dưỡng chua chất thuở nô bê tùm nề. Ok, chân đồng bây có mọi bóng bôn hay là miss something á. Chân bóng bôn ai chỗ lực nông playlist mơ lờ conversation 1 until 8. Ok, phục nhân bán upload cho thì number 1 to number 8, now number 9. Ok, chân chỗ từ mơ hay là subscribe mơ channel rồi bọc nhóm nên từ tu ban made into my party. Ok, let's go. Naro, good morning Nara. Good morning Nara. Arun susaday Nara. Good morning Daro. Good morning Daro. Arun susaday Daro. Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? Ta ay kain lu srul te ka biyup mi. Did you sleep well last night? Nara, yes, I did. I also had a good dream. Yes, I did. I also had a good dream. Men hai, khnyom keng luk srul yu mình. Khnyom ko subban lo phong dai. Had a good dream. Dream ấy cứ subban, subban lo, good dream. I had a good dream. Khnyom subban lo ka vi yu mình. Good to hear that. Don't you go to work today? Good to hear that. Don't you go to work today? Rì rì nà đà bàn lưu bàm nì. Ok, rì có lò ở đà bàn lưu chẳng. Ta nè, mình tơ thua ca tê rứ ngày nì. Don't you go to work today? Nà ra, it's Sunday. I don't work on Sunday. It's Sunday. I don't work on Sunday. Vì chìa ngày à tịch khi nhóm mình phơi cà tê nó ngày à tịch. Đã rồi. Oh, I didn't know it is Sunday. So I have free time today. What do you like to do in your free time? Oh, I didn't know it is Sunday. So you have free time today. What do you like to do in your free time? Okay. Oh, khi mình đang thà ngày này chỉ ngày tết sọ. Okay. I didn't know. Khi mình đang thà ngày này chỉ ngày tết đi. Được chưa? Nè miền anh miền bên tuần này hai ngày này. So you have free time today. Free time to bên tuần này. Nè miền bên tuần này hai ngày này. What do you like to do in your free time? Ta anh cho chất thua với nếu bê tùm nế. Okay. What do you like to do in your free time? Ta anh cho chất thua với nếu bê tùm nế. Nara, I like to read books and watch YouTube videos. What about you? I like to read books and watch YouTube videos. What about you? Okay. Khi ông cho chất answer how I like to read books. Mình chú chất ăn xịp hấu. Hai nâng mơ video nó không YouTube. Watch YouTube videos. Cho anh vĩnh. What about you? Cho anh vĩnh. Rồi cho nẹo vĩnh. In my free time, I love to hang out with my friends. In my free time, I love to hang out with my friends. Nó không biết tùm này rồi bọc nhóm khi nhóm chú chất rồi bọc nhóm bình chất tàu kráo chìa môi nâng mất phẹt bọc nhóm hang out cứ tàu kráo chúc chúng nghe chúng mất phẹt hang out with my friends. Ok, Nara,
What do you usually do when you hang out with your friends? What do you usually do when you hang out with your friends? Ta nè chỉ tụt tơ thừa với nô pe là nè tơ cào chỉ mùi mật phép. Ta nè chỉ tụt tơ thừa với nô pe là nè tơ cào chỉ mùi mật phép. Nào, we usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. We usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. Clothes. Okay, chẳng có thể dẫn chị tu tớ nhằm phê sẽ chạy nơi một số mốt hay chạy chạy kia đĩa hay chung cáo phê khác dẫn tớ tên nhị vắn go shopping nên là tớ tên khảo áo xin lý bằng bẹt mệt mệt for new clothes. Okay. The things in the compartment. Nara, sound like fun. Sound like fun. Nara, sđap tư kua rì rì men. Okay, sound like fun. Sđap tư kua rì rì men. Daro, why do you like to watch videos on YouTube? Why do you like to watch videos on YouTube? Hãy đối với bạn chị anh cho chất mơ video nơi lơ YouTube. Okay. Why do you like to watch video on YouTube? Because I can learn a lot from them. Because I can learn a lot from them. Vì bước chúm ai riêng bạn tràn vì video tiếng lục. Đem này cứ xin nào lơ video. Video tiếng Anh, especially from teaching videos. Chỉ biết thế, từ riêng pi video để kê miễn ca bằng riêng. Okay, teaching video, ra ta video bằng riêng. Now I am learning English on YouTube as well. Now I am learning English on YouTube as well. Hello, phim cầm bông từ riêng sang lấy nơi tam YouTube phong đài. As well, phong đàn learning English, riêng phía sang lê. Nhưng cầm phong tờ riêng sang lê nó tam YouTube phong đàn. Nào rồi, how come? Okay, how come? How come này cứ dùm ra tha bán đôi rồi biếp nà tư, okay? Mình này tha, ta nè riêng phía sang lê tam YouTube bán đôi rồi biếp nà tư. How come? Nào ra, I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation videos every day. I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribed to his channel and started to learn. I have found a channel named Rien Chum Rong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribe to his channel and started to learn. Okay. Chúng khi chúng bạn khởi channel mới chúng Rien Chum Rong đã bằng học. Okay. Đã bằng học nấu video xong tình yêu phía sau lý chỉ riêng rõt ngày. Phần tốt mốc, nhóm có chất subscribe từ lời channel, ok, rồi có chiếu channel bỏ quát hay có chạp đàm riêng. Đã rồi, it's so good. I'll subscribe to his channel and learn English too. Oh, bất chí là amen. Nhóm nâng chất chiêu từ channel rồi bỏ quát, rồi có subscribe channel rồi bỏ quát, hãy riêng phía sang để đài hai. Okay. It's so good, I'll subscribe to his channel and learn English too. Lo men, rồi có lo nè, khi nhóm nâng subscribe channel rồi bỏ quát, hãy riêng sang để đài. Okay, now I'll go back and I read.
one more time. Good morning, Nara. Good morning, Daru. Did you sleep well last night? Yes, I did. I also had a good dream. Good to hear that. Don't you go to work today? It's Sunday. I don't work on Sunday. Oh, I didn't know it's Sunday. So you have free time today. What do you like to do in your free time? I like to read books and watch YouTube videos. What about you? In my free times, I love to hang out with my friends. What do you usually do when you hang out with your friends? We usually have a drink at the beach and talk, and sometimes we go shopping for new clothes. Sounds like fun. Why do you like to watch video on YouTube? Because I can learn a lot from them, especially from teaching videos. Now I am learning English on YouTube as well. How come? I have found a channel named Rin Chum Dong, which is posting English conversation video every day. Then I subscribed to his channel and started to learn. It's so good. I'll subscribe to his channel and learn English too. Well, everyone's now finished the conversation. Hopefully you practice it more and more and more and more. Practice as much as possible in order to get it and then use in your real life. And don't forget to subscribe to get more video from me, and like button and share this video to your friends. Don't forget to comment whatever you want me to do, or you want to make a better change on my video. Please subscribe and comment below, and I will know. Okay, I will get back to you soon. Bye bye, have a good day. Chừng complete, like, share, comment below video nhóm. Hãy chú ý chọn button subscribe đồng bây bong phôn từ tù bàn video thamay thamay để khi mừng cát cỏi một tiết. Hãy nâng bàn riêng phía sang để to từ tiết. Ok, mong con tràn xôm chùm biếp liếp, miệt ngay lo thằng lọc phân đi, xôm nàng lo. That I like to read books. Okay. What are those reasons? Could you let me know? Hello everybody, welcome back to my channel Rin Chum Rong. New conversation number 10. Topic is the benefits of reading. Okay, anh chàng xong xóa cùng một căn channel bọc nhóm. Hãy ngay đi, nhóm lợi dụng ca sân tình yêu. Chỉ bằng to tiết, cứ chỉ ca sân tình yêu tí đọc nông từ sao ngay lấy. Hãy complete bọn bọn chạy ca sân tình yêu bị tí mũi rồi hốt đó tí bằng bốn được nông playlist bọc nhóm. Còn là châu được nông channel bọc nhóm, hãy chạy playlist tại mặt đó. Nâng khơi playlist để đặt cho một thả Basic English Conversation. Hãy bọn bọn chạy tới nâng khơi thì tìm mũi rồi hốt đó thì đọc bạn hồ con chán. Hãy bật thiên bọn bởi dương thay nít cư dương nghỉ dòng phí côn sẩm bạch benefits rồi có thạp và giáo côn sẩm bạch thạp và giáo nhé. Nấy ca àn. Ok, reading chứng thạp và giáo nấy ca àn. Let's go. Hey Nara, what are you doing? Hey Nara, what are you doing? Hey Nara, what are you doing? Okay, so today Nara, ta anh cũng không thể vừa với. Nara said, I'm reading. I'm reading. Where are you going? I'm reading. Where are you going? Okay, khiom cũng không thể an. Ta anh cũng không thể tên nào nữa. Where are you going?
Ta anh cũng phụng tới tên nán. Đào. I'm coming to see you. I'm coming to see you. Khiêm mau lên chú mùi ai nâng á. I'm coming to see you. Khiêm một chút ai nâng á. Ok. It's nice. Do you have free time today? It's nice. Do you have free time today? Oh, là o hành chăng. It's nice. It's nice. Là o hành chăng. Do you have free time to today? Tại anh mình phải tùm nê rứt ngay ní. Ok. Tại anh mình phải tùm nê rứt ngay ní. Do you have free time today? Đó, yeah, I have a day off. Yeah, I have a day off. Men hai, nhóm miền ngày chụp xâm rạ. Rồi có day off với dân prai tập ngày chụp. Yeah, kế bàn chụp một ngày á. Ok, yeah, I have a day off. Nhóm chụp một ngày ngày nè. Nhóm bàn xâm rạ một ngày ngày. Đó là, good. I have been a long time that we haven't seen each other. Okay, so mình chia sẻ phong cái này từ mình bài nhạc trang cái tên từ đã it has been, okay, it has been a long time. Good, it has been a long time that we haven't seen each other. Good, it has been a long time that we haven't seen each other. Oh, là ai? Vì dù hai đã dư mình bàn chụp kia nụ. Ok. It has been a long time. Nâng cứ vì dù hai. That we haven't seen each other. Đã dư mình bàn chụp kia. Đào. Sure. I miss you so much. Sure. I miss you so much. Men hai. Khiêm lực nè. Khiêm lực ai nà. I miss you so much. Khiêm lực ai nà. Ok. Sure. Và còn nè, được comment 2, I miss you so much, nhâm nực ảnh nè. I miss you too, I miss you too, nhâm có nực ảnh đài. I miss you too, too nít đài. Okay. Đã rồi, what kind of book are you reading? What kind of book are you reading? What kind of book are you reading? Ta anh cũng bông tại an sập hầu vậy nè. Khang bot khang ở bụng này ta sập hầu về đây, ok. Ta này cũng bông an sập hầu về đây. I'm reading a history book. I'm reading a history book. Khiêm cũng bông tại an sập hầu pro vật sát. History ni pro vật sát. History book sẽ phô vô vật sát. Khiêm cầm bông tại em sẽ phô vô vật sát. It's interesting. It's interesting. Viết cua chạm rõm nè. Viết cua chạm rõm men, ok. It's interesting, viết cua chạm rõm. You must know a lot about history. You must know a lot about history. Dương bà ta nè. Phật chị đang trả nằm phí vô vật giả mặc lại những phát thật trâu tay vào này. Như ta clear dưỡng ní kì trong mình này ta đời xa quát những em dự phô vật giả phô vật giả quát vật giả, ok. Nên vật giả chỉ đang phô vật giả tràn hơi dành chẳng. Just a little, just a little. There are a few reasons that I like to read books. Just a little. There are few reasons that I like to read books. Ta bình tĩnh bình tuổi tế. Just a little. Ta bình tĩnh bình tuổi tế. Mean head pole reason. Right, head pole. Head pole mùi chùm luôn tối. Ok. A few nâng. Chùm luôn tích tuổi. Mean head pole bình tĩnh bình tuổi. Là nhóm. Rồi có dân tha. Mình tích tuyết nên là hạt phòl bị bay vậy á, bay buồn hạt phòl vậy á. Đã khi nhóm chơi chặt ăn sẽ phở. That I like to read books. Okay. What are those reasons?
Could you let me know? What are those reasons? Could you let me know? Ta hat Paul tiếng nước khi chia vậy tớ. What are those reasons? Ta hat Paul tiếng nước khi chia vậy tớ. Could you let me know? Ta anh ở khiêm đăng bàn tế. Let me khi anh nhạc. Ok, ta anh nhạc ở khiêm đăng phong bàn tế. Nara. Of course. First, it enriches my knowledge. I have learned more things since I started reading. Second thing is it helps to remove my boredom. I feel more relaxing and focusing when I read. I feel calm most of the time after reading. The most important thing is I can fall asleep very easily at night after I read my books. Of course, first it enriches my knowledge. Okay, chứng còn gì ta? Phật men hai. Of course, Phật men hai. Tí mùi, first. Tí mùi cứ vía thơ ao ôi bài enriches. Enrich nó cứ thua ôi sầm bộ bát, thua ôi càng láng, thua ôi nên chùm này đang trả. Ok, knowledge, phải thay chùm này đang enrich, just my knowledge. Vì thua ôi chùm này đang chùm càng. I have learned more things since I started reading. Khiếm ban riêng ông pi rưu có chết đăng ông pi rương rao chỉ trả. Tràn chương môn, more. Tràn chương môn. Chắp tăng bị nhóm chắp đàm and zip hầu. Since I started reading. Chắp tăng bị nhóm chắp đàm and zip hầu nâng nhóm bàn riêng bị rương rào chỉ tràn. Rồi có riêng rương rào tràn chương môn. Second thing is it helps to remove my boredom. Rương tí bí nó cứ thao vi chú ý. Nhóm cùng ôi thôn, ok, boredom phải thả thôn để còn phê đại dương này là rộng stress nâng. Ok, vì chuối cầm chặt, remove nâng cứ cầm chặt rồi còn lục cháu rồi còn phơ stress lắc nếu ca thôn tròn rồi bọc nhóm, phép thôn tròn rồi bọc nhóm boredom. I feel more relaxing and focusing when I read. Nhóm miên là rộng thu sral chương mốn hay nâng miên ca đọt ở rõm focus relaxing ní cư đà miên cái hay focusing ní cư đọt ở rõm hay bắt đọt ở rõm bàn tràn chương mốn nô bê đại khiêm am when I read nô bê đại khiêm am I feel calm most of the time after reading khiêm miên ở rõm trò chạy chất rồi có thu chất kham cứ mẹ rộng chạy chất mình chêu cháo nhưng mẹ rộng trò chạy rộng mình chêu cháo group bail bần toa bì an xíu thật most of the time nè bail stir the group bail bần toa bì an xíu xếp hợp the most important thing is I can fall asleep very easily at night after I read my books. Away that some can bấm phốt nó cứ tha khiêm ai kênh lụ ban dạng nghe sửa fall asleep nó cứ kênh lụ very easily dạng nghe sửa nó bê dục at night bấm tốt bí nhóm em sẽ phâu đồ bọc nhóm. Ok. Yes. Sound great. I'll try to read more at home. Sắp tới ở chân nè nhóm nâng chi yếm an sẽ phâu ở chân ok an ở chân nâu tẹt ok hình chân ca sân tử ní chọc bánh ích chân xung tà lọc thoi coi đồng bày an ca sân tử ní xa lăng quýnh an đồng ọc ní hey Dara hey Nara what are you doing I'm reading where are you going
I'm coming to see you. It's nice. Do you have free time today? Yeah, I have a day off. Good. It has been a long time that we haven't seen each other. Sure, I miss you so much. What kind of book are you reading? I'm reading a history book. It's interesting. You must know a lot about history. Just a little. There are a few reasons that I like to read books. What are the reasons? Could you let me know? Of course. First, it enriches my knowledge. I have learned more things since I have started reading. Second thing is, it helps to remove my boredom. I feel more relaxing and focusing when I read. I feel calm most of the time. After reading, the most important thing is I can fall asleep very easily at night after I read my books. Sound great! I'll try to read more at home. Okay everyone, now the conversation is finished and I end my video at this time. Hopefully you like it and press subscribe button, like and share. Comment if you have something to say about my video. I'm happy to read it. And yes, the last thing is don't forget to subscribe. Okay, អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាងខ្ញុំបញ្ចប់ការសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះហើយកុំភ្លេចចុច like share ហើយនឹង comment ក្នុង video ចុងក្រោយកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង subscribe ហើយនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន video ថ្មីៗពីខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុង video ក្រោយ bye bye Hi everybody, welcome back to my channel. Today I share with you with conversations number 11. The topic is studying online. ជាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ខ្ញុំបាទរៀនជំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកការសន្ទនាទី11យកមកចែកជូនដល់បងប្អូនហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺ studying online ការរៀនតាម online. Okay? ហើយ complete ចូលទៅឆែកនៅក្នុង playlist ក្នុង channel របស់ខ្ញុំដើម្បីរៀនការសន្ទនាទី1រហូតដល់ទី10ដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុង playlist ហើយដល់ឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំយកមកចែកជូននៅការសន្ទនាទី11 Okay, now we go. Naro, good morning Nara. Good morning Nara. Arun សួស្តី Nara. Nara, good morning. How is everything? Arun សួស្តី. តើគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងមិនដែរGood morning. How is everything? Arun susdai. Ta reung krob yang rư ko vai vai yang mai dai. How is everything? Kư vi sman nang how are you? Ngay ba jeung at chang su ke how are you? Jeung su how is everything? How are things or what's going on? How is everything? A lot of way to say how are you. Okay? Daro. Not so good. Not so good.I have been frustrated with my online classes. Not so good. មិនសូវជាល្អទេ. I have been frustrated with my online classes. ខ្ញុំពិតជាមួម៉ៅជាមួយនឹង frustrated នេះគឺមួម៉ៅក្តៅក្រហាយ frustrated មួម៉ៅជាមួយនឹងថ្នាក់រៀន online របស់ខ្ញុំណា. Okay. With my online classes. I have been frustrated with my online classes.ខ្ញុំពិតជាមួម៉ៅជាមួយនឹងថ្នាក់រៀន online របស់ខ្ញុំណាស់ Nara What happened? តើមានអ្វីកើតឡើង? What happened? តើមានអ្វីកើតឡើង? Hello. You know what? My internet connection is very poor. I disconnected all the time during classes. Okay. You know what? My internet connectionis very poor. I disconnected all the time during classes. អ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចទេ? អ្នកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេ? You know what? អ្នកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេ?
internet របស់ខ្ញុំពិតជាខ្សោយខ្លាំងណាស់ it's very poor អូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់មានន័យថា internet ដែលគាត់ប្រើគឺវា slow អត់លឿនអូខេល្បឿន slow មែនតើ it's very poor and it connected all the time during classes ខ្ញុំដាច់មានន័យថាដាច់ទំនាក់ទំនងដាច់ទំនាក់ទំនងគ្រប់ពេលនៅពេលដែលកំពុងរៀន during classes គេប្រើថានៅពេលដែលកំពុងរៀនហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមានន័យថាអ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀនអញ្ចឹងគឺដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់អាក់ខានក្នុងការរៀននៅពេលដែលថ្នាក់គាត់នឹងកំពុងតែកាត់ឡើងអញ្ចឹងគាត់ខានរៀនអញ្ចឹងទៅហើយនេះ disconnected នេះថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្ដាច់ថាអ៊ីនធឺណិតដាច់នេះថា disconnected អូខេ Nara oh that's problem oh that's a problem why don't you change the internet provider oh នេះគឺជាបញ្ហា why don't you change the internet provider ហើយបើបានជាអ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅអ៊ីនធឺណិតទៅ okay change the internet provider គឺសំដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតហើយបានជាអ្នកមិនផ្ដូរក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទៅដារប់ I have tried once but it's still the same one more thing I can't understand the lessons completely by studying onlineI have lost a lot of points. Okay? I have tried one but it's still the same. ខ្ញុំបានព្យាយាមដូរម្ដងហើយប៉ុន្តែដូចតែគ្នាទេ. It's still the same មានថាដូចតែគ្នាទេ. នៅតែយឺតដដែល. ខ្ញុំបានសាកល្បងដូរម្ដងហើយប៉ុន្តែវានៅតែយឺតដដែល. It's still the same. Same គឺដដែល. One more thing. រឿងមួយទៀត. One more thing. I can't understand the lesson completely. ខ្ញុំមិនយល់ឬក៏មិនអាចយល់នៅមេរៀនទាំងឡាយបានពេញលេញទេ completely គឺពេញលេញបានពេញលេញ 100% ទេ by studying online ដោយរៀនតាម online ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគាត់ចង់មានន័យថាគាត់រៀន online ហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់មេរៀនបានពេញលេញទេ I have lost a lot of points មានន័យខ្ញុំមិនយល់ចំណុចជាច្រើន have lost ហ្នឹងគឺវែងឬក៏បាត់អូខេប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយថាខ្ញុំមិនយល់ចំណុចជាច្រើនOut of points. Okay. I think you have to go to your friends who have a better internet connection and ask them to explain you more on the particular lessons you don't understand. I think you have to go to your friends. Okay. ខ្ញុំគិតថាឯងគួរតែទៅជួបមិត្តភក្តិ Okay. Go to your friend. ទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់ឯង who have a better internet connection.អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងអ៊ីនធឺណិតឬក៏បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង internet connection ហ្នឹងអូខេមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនអ៊ីនធឺណិតល្អជាង better អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឯងត្រូវតែទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់ឯងដែលមានអ៊ីនធឺណិតប្រសើរជាង and ask them ហើយស្នើឲ្យពួកគេជួយបញ្យល់ to explain ask them to explain មានសូមឲ្យពួកគេជួយបញ្យល់បន្តមេរៀនon the particular lessons ទៅលើមេរៀនជាក់លាក់ណាមួយអូខេ the particular lessons you don't understand ពីទៅលើមេរៀនទាំងឡាយដែលឯងមិនយល់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឯងត្រូវទៅជួបមិត្តភក្តិដែលមានអ៊ីនធឺណិតល្អប្រសើរហើយសូមឲ្យពួកគេជួយពន្យល់នៅចំណុចមេរៀនទាំងឡាយដែលឯងមិនអូខេ Nara that's good idea what about you don't you find distance learning is hardThat's a good idea. What about you? Don't you find distance learning is hard? នោះគឺជាគំនិតល្អមួយចុះឯងវិញឯងមិនគិតថាអូខេ don't you find នឹងឯងមិនយល់ថាឬឯងគិតថាឯងមិនយល់ថាការរៀនពីចម្ងាយ distance learning distance ចម្ងាយ distance learning គឺការរៀនពីចម្ងាយលំបាកទេឬគំនិតល្អមួយចុះឯងវិញឯងមិនគិតថាការរៀនពីចម្ងាយនឹងគឺពិបាកទេឬHey, Daro said, I have no problem with it. I have no problem with it. I know I have to get used to it. As you know, since the pandemic exploded, more and more affected cases have been found. Therefore, the ministry decides to keep the school closed, to keep students, teachers, and the whole community safe. I have no problem with it.ខ្ញុំមិនមានបញ្ហាទេចំពោះរឿងនេះអូខេជាមួយវាអ៊ីតនេះគឺសំដៅទៅលើ
distant learning. Mình còn ở bằng nhà tế, chúng tôi cả riêng phía chúng ngay. I know I have to get used to it. Khi nhóm đơn thà, khi nhóm trâu tài tùm lọc cho mọi việc. Get used to it. Nhưng cứ nhận chỉ khi mỗi phát tùm lọc trâu tài tùm lọc rực việc. As you know, đôi chỉ nhận đơn hỏi. Since the pandemic exploded, tăng phi chủng người riết bán nhí. Ok, pandemic phi chủng người riết bán. Chủng người riết bán tù láng, exploded, tù láng. More and more affected cases have been found. Cả thần này cho lõng, affected cho lõng. Cases cả thần này cho lõng, chỉ trả bằng thêm tiết. Trâu bàn rô khởi, have been found. Okay. Trâu bàn rô khởi, have been found. Therefore, lưu chân hỏi. The ministry decided to keep the school closed. Đó chính là cửa xuống xâm ra chất rẽ xa xa lá ai nụ bật thuyền. Ok, keep the school closed. Nâu rẽ xa xa lá ai bật thuyền. To keep students, teachers and whole community set. Đồng bây ca bia cũng sắc ai nâng cửu cả đôi chia community bà ta xã cũng chẳng mù nâng miên sổ vật thuyền. Ok, whole community xã cũng chẳng mù miên sổ vật thuyền. Nara, I got this point. Anyway, may you share some techniques to make my online study more effective? Khiêm vô chùm lệnh này, I got this point. Khiêm vô chùm lệnh này. Tôi chỉ dần ná, anyway. Tôi chỉ dần ná được gọi... Tôi chỉ dần ná nhé. Anyway, may you share some techniques. Ta nên ai chạy dần lệnh nơi phải chạy kết tế. Ok, technique. Luôn. Đồng bộ tiền online. Rồi bọc nhóm. Can't be effective, more effective. Okay. Ta-da. You should keep on track with your teacher as well as your study schedule. You should keep on track with your teachers as well as your study schedule. Nè cô ta keep on track, mình nói thà tạm đàn ở toán, mình nói thà thầu tiên phê rồi có chẳng dạy thà trâu tài mình nói miền cà phê đôi khi chỉ muốn làm guru, ok, keep on track with your teacher, mình nói thà thầu tài tam đan ở toán chỉ muốn làm guru, có đôi chỉ as well as your study schedule, có đôi chỉ cà phê cà sạch, ok, so that you don't miss any class, được chưa nè, nè, mình mình nói thà don't miss any class, mình nói thà nè mình rụng long rồi còn mình khó khăn nơi mê riêng được gọi thân nạ riêng nào mùi thế. Stay focused during the class. Thâu ta bắt đầu thả rõm đồng phê cầm phong tài riêng during the class cứ đồng phê cầm phong tài riêng. Do every homework that your teacher give to you. Thâu thơ nơi kết cặp tế cực kết cặp tế là cụ đồ bỏ anh bạn bắt đầu lại anh. Discuss with your friend more after class. Thâu ta thì phía xa chung mùi nâng mất kết bỏ anh bằng tòa phê riêng. Bất tốt bị bật chọc thân ạ riêng. Chẳng như ta phía xa bật thay em gọi thì riêng hỏi chúng mình bật thay. The most important thing is to get a better internet connection. A way that xâm khăn bằng phút nó cứ trâu tại rốt. Ok, get rốt rồi có. Ok, từ tù ban thật ra rốt nó cạp chọc internet đó là ổ bà xã mùi. Ok, thật ra chọc internet đã mình được bươn lươn. Ok. Okay, now the conversation is finished. I will go back and read one more time, more quickly. Good morning, Nara. Good morning. How is everything? Not so good. I have been frustrated with my online classes. What happened? You know what? My internet connection is very poor. I disconnected all the time during classes. Oh, that's a problem. Why don't you change the internet provider? I have tried one, but it's still the same. One more thing, I can't understand the lessons completely by studying online. I have lost a lot of points. I think you have to go to your friends who have a better internet connection and ask them to explain you more on the particular lessons you don't understand. That's a good idea. What about you? Don't you find distance learning is hard? I have no problem with it. I know I have to get used to it, as you know, since the pandemic exploded. More and more affected cases have been found. Therefore, the ministry decides to keep the school closed to keep students, teachers, and the whole community safe. I got this point. Anyway, may you share some techniques to make any
my online study more effective. You should keep on track with your teachers as well as your study schedule so that you don't miss any class. Stay focused during the class. Do every homework that your teachers give to you. Discuss with your friends more after class. The most important thing is to get a better internet connection. Okay, chúng ta khám phần này thì đọc mối chọc trầm bình hay đọc đọc bóng phôn dô hay nâng ai prap prap viết đọc đọc khám phần này để riêng rồi hay đọc bóng phôn hay complete check thì trong like, share, subscribe đọc mấy tụi bàn video thầm mấy hay complete comment thằng cáo nâng rộng bóng phôn con chan chung đêm lia, good day, bye bye. Daro, Nara, what kinds of sports do you like? Nara, what kind of sports do you like? Hello everybody, welcome back to my channel. Today, I share with you conversation number 12, topic sports. Sau đây là tầng học này, xung quanh cùng sản dịch mấy nhóm xung chung ca sản tử nghiệp sản lệ tì đọc bí thì ngày ní hai bật thiên đọc bọt rồi bọt dương cư niêm bí sports dương bà tha cây là kể chất complex cho tực nông playlist bọc nhóm nông channel bọc nhóm hai sở dụ ca sản tử nghiệp tì mũi rồi hốt đọc tì đọc mùi hai bần to ngày ní cứ tì đọc bí tỏ chấm dương tầm tử tầng học này, let's go. Daro, Nara, what kinds of sports do you like? Nara, what kind of sports do you like? Nara, ta kai la prophet away dal angel chet. Ta kai la prophet away dal angel chet. Nara, I like football. What about you? I like football. What about you? Khiom chơi chất bao toàn. Cho anh Vinh. Okay. I like football. Football prai tập bao toàn. What about you? Cho anh Vinh. Dara, I like volleyball. I don't really like football. Do you like to play football or watch football? Nhóm chơi chất bao tè, nhóm mình sau chơi chất bao toát và màn tè. Okay, I don't really like football. Mình nói thật nhóm mình chơi chất bao toát nạc nà tè. Right? Do you like to play football or watch football? Ta anh chơi chất lên bao toát, rứa có chơi chất mơ bao toát. Okay, watch, mơ, play, lên. Nara, I like both. Sometimes I play with my friends after class, after school, and when I arrive home, I watch football on TV. I like both. Nhóm chơi chất tiền pi, okay, both tiền pi. Sometimes I play with my friends after school, and when I arrive home, I watch football on TV. Chúng cáo nhóm lên chú mùi mất thật bọc nhóm bằng tòa bì chênh bì xa lá after school, và là bằng tòa bì chênh bì riêng. Hai, nụ bê được nhóm một đọc tết, rai hôm, một đọc tết. I watch football on TV, nhóm mơ bà tốt nửa tám tù tù tiệt. Okay. Đó, it sounds like you are so addicted to it. It sounds like you are so addicted to it. Sắp tới, ok, vì sắp tới, tôi có sắp tới, đôi chì hay những nhiên lăng này, chứ mùi bảo toàn. It là những cái xâm đạo từ lời bảo toàn, ok, so addicted, to be addicted, những cái nhiên, ok, addicted, nhiên. Sắp tới, đôi chì, hạ bây đôi chì hay những nhiên, những bảo toàn lăng này. Okay.
Nara, yeah, it's kind of. How often do you play volleyball? Yeah, it's kind of. How often do you play volleyball? Men hai, we in chang men, it's kind of, okay. Men hai, we in chang men, got family tha, got sarapi tha, got nhiên men, got chui chất khlang men, okay. It's kind of, it's not very addicted. Men hai, but in chang men, ta anh lên báo te, nhực nhọc bản á, how often do you play volleyball? I never played. I never played. I just watch it. I never played. I just watch it. Khyom mình đã lên bal teh tê. Khyom kroan tèm mơ vi phần nọ. I just watch it. Khyom kroan tèm mơ vi phần nọ. Nara. Oh. I thought you were a good player. Oh, I thought you were a good player. Oh, khiêm kịch tha. Anh cứ chìa. Rư cái lấy nâng. Điều bảo tha. Oh, khiêm. Không thể kịch tha. Anh cứ chìa cái là có chân em. A good player. Cái là có chân em. Khiêm. Không thể kịch tha. Anh cứ chìa cái là có chân em. Nè. Ok. Daro, what other sports do you like besides football? What other sports do you like besides football? Ta, cái là web sinh thiết đà anh cho chất crowd bị bàn xót. Ok, what other nít sinh thiết. Ta, cái là sinh thiết ná đà anh cho chất crowd bị bàn xót besides football. Nara. I guess I like tennis and bowling. What about you? I guess I like tennis and bowling. What about you? Khiêm tí tha khiêm chô chật. I guess lại nên tư khiêm khiêm kết tha dẫn á. Khiêm kết tha khiêm chô chật tennis hay nâng cả vi sấy hay nâng cả bọc bùi. Ok, bowling. Bowling cả bọc crop nơi trong nghề kế nữa bowling nên cái hào cái là bowling. What about you? Cho anh Vinh. Đâu? I like running and swimming. I like running and swimming. Khiêm chú chất cả rốt hay nên cả hai tật running rốt hay swimming hai tật. Okay. Nara. Have you ever joined a swimming or running contest? Have you ever joined a swimming or running contest? Ta anh thọc chú rùm khnông ca bà cuột contest bà ta ca bà cuột hai tức rư ko bà cuột rốt đá rư tế contest bà ta ca bà cuột join bà ta chú rùm, ok? Have you ever joined a swimming or running contest? Ta anh club cho rùm khnông ca phật hạt tức rư có rốt đà rì tế. Đào, yes, I have. I joined a swimming contest last year. Đào, thay tập bạn, khnông ban cho rùm mà đón. Ok, I have, khnông ban cho rùm. I joined a swimming contest last year. Khnông ban cho rùm ca phật hạt tức ca pichinamun. Last year, ca pichinamun. Nara, did you win? Did you win? Okay, ta anh chinh thế. Okay, ta anh chinh thế. Did you win? Daru got like that. No, I got number 4. No, I got number 4. Te khiêm ban lịch buồn. Okay, I got number 4. Khiêm ban lịch buồn. Oh, Nara, that's good. That's good. How many people were joining? That's good. Oh, nụ lọ all high. That's good, lọ hơi. Trong mình này thà các bạn được buồn lọ hơi. Ta miên mà nụp của mạng nhé, chô rùm. How many people were joining? Okay. Ta miên mà nụp của mạng nhé, làm chô rùm. Đã rồi. Only four. Tại buồn nhé, con nông. Nara, are you kidding me? You were number four out of four?
Okay. Are you kidding me? Tại anh lên sao chúng với dương rứ? Vì vậy anh chỉ lên tê rứ. Are you kidding me? Anh chỉ lên tê rứ. Anh ban lịch buồn. Không chẳng nào nghe buồn nhé. Okay. You were number 4 out of 4. Anh ban lịch buồn. Không chẳng nào nghe buồn nhé. That also you are right. You are right. Anh chỉ dễ trâu. Anh chỉ dễ trâu. Tôi có anh chất trâu hai. Ok, lúc chúng xong anh ca xong tình yêu mà xa tiết đòi lươn chứ muốn. Ok. Nara, what kind of sport do you like? Ok, chúng xong lúc tích xin. Nara, what kind of sport do you like? I like football. What about you? I like volleyball. I don't really like football. Do you like to play football or watch football? I like both. Sometimes I play with my friends after school, and when I arrive home, I watch football on TV. It sounds like you are so addicted to it. Yeah, it's kind of. How often do you play volleyball? I never play it. I just watch it. Ah. I thought you were a good player. What other sports do you like besides football? I guess I like tennis and bowling. What about you? I like running and swimming. Have you ever joined a swimming or running contest? Yes, I have. I joined a swimming contest last year. Did you win? No, I got number 4. That's good. How many people were joining? Only 4. Are you kidding me? You were number 4 out of 4? You are right. The session is finished. Thank you very much for supporting me. Please press the button subscribe to get more videos and like, share this video. Don't forget to comment below so that I know what you think of my video. Còn chưa nhận được những chương complete just subscribe đồng thời tụi bạn video bật to tiếp từ ca sang để tìm đọc bài đọc đọc năm đồng nguyên hốt. Đó mà rồi được gặp rồi conversation chân tay ok đã nà bông phôn là control nhưng bằng cách video càng được trả chân bông phôn chú ý like share video này hay comment là thằng cảm là bìa quay đà bông phôn kết phần tìm video này ông con chan chúng tôi đi sắp tiếp lo tình học bye bye. Hello everybody, welcome back to my channel. I share with you conversation number 18 today and our topic is how to be healthy. So today in the office, I come to channel of Nhóm. I can eat in China, can somebody eat in a way? Okay, good can somebody eat in a way, right? I go on to another man, can somebody eat in a way, 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 eat channel of Nhóm. I wrote playlist, not on playlist, we mean, right? Basic English conversation. Cho mong con ngạc mơ thì ca sẵn thì mỗi đồ nó thì đọc bình. Ok. Chẳng rồi ca sẵn thì mỗi ốc nhưng sẵn thì nặng thiên quan đo lo cho thật nóng. Này bọn này riêng clear view thật nóng ca sẵn thì để bọn con này vô tục ra được không sẵn thì bạn. Ok. Chẳng bật thiên quan nhớ sẵn đạp ca sẵn thì đọc bấy cứ how to be healthy. Biết đẹp vơ ở dưới miếp sẵn thì đó. Ok. How to be healthy. Okay, chẳng đăng ký được biết để thôi sắp kịp lõ cứ sống khăn sắp đập chụp vật dương cực cực nhiệm chìm xe để xa sắp ngay nít cứ thôi dùng mách ngồi tại sắp kịp dương lõ. Ok, ok, let's go to the conversation. Đã rồi, hey Nara, you look pale and tired, what happened? Hey Nara, you look pale and tired, what happened? Hey Nara,
I motor to just sleep. Okay, look pale, pale is late and tired. I motor nơi hot thì nơi hot thôi. Sleep sleep. What happened? Tao bin riêng ngày cả lắng. What happened? Tao bin away cả lắng. Nara, I have been feeling sick since the morning. I've got a strong headache. I have been feeling sick since the morning. I've got a strong headache. Khiom mien arom chu, okay? Khiom mien arom chu tang pi prat. I have been feeling sick since the morning. Tang pi prat mau khu mien arom prat chu. I've got a strong headache. Khiom chu ba klang. I've got a strong headache. Headache ni khu chu ba strong klang. I have a strong headache. Khiom chu ba klang. Have you visited the doctor yet? Have you visited a doctor yet? Ta anh ban từ chuốc cứu bệnh hai đứa nữ. Okay, ta anh ban từ chuốc cứu bệnh hai đứa nữ. Have you visited a doctor yet? Visited a doctor. Mình từ lên bệnh từ người ta từ hỏi bệnh gì nữa. Visit a doctor. Được gọi chúng ta see a doctor các bạn. Thì ta meet a doctor các bạn chứ. Bất đại thì chúng ta kiểu ta meet see a doctor cho nên thì visit từ chúng ta đại. Okay, vì bây giờ chúng see đại. Okay, cùng cùng mình làm phần làm cái này. Visit a doctor bây giờ chỉ see a doctor đấy. Okay. Tại nãy ban chưa cứu bệnh hai đứa nữ. Not yet. I just took some medicine. Not yet. I just took some medicine. Mình toàn đi. Nhưng từ tại nhắm thầm. Okay. I just took some medicine. Nhưng còn tại nhắm thầm. Khác nó. Mình toàn tại chụp bệnh đấy. Nhưng còn tại nhắm thầm. Rồi gọi nhắm từ tại nhắm thầm. Khác nó. You should go and see a doctor before you take medicine. You should go and see a doctor before you take medicine. Anh cụ tại từ chụp group bed see a doctor go and see a doctor từ chụp group bed môn pe là ai nhắm thầm before you take medicine môn ai nhắm thầm okay you should go and see a doctor before you take medicine anh cụ tại từ chụp group bed môn pe ai nhắm thầm take medicine cứ nhắm thầm it's okay I usually get better after taking the medicine it just takes a few hours it's okay I usually get better after taking the medicine. It just takes a few minutes. Oh, sorry, few hours. Viêm lá tế. Okay, it's okay. Viêm lá tế. Khi ông chỉ từ từ ban thu sáu và top pi nhắm tham đuổi. Vi toàn tay chậm lại pi pi bảy mao mà nói. Okay, mình lấy thang rồi pi pi bảy mao để con nhắm tham nữa. Từ vừa con nữa miền thu sáu get better. That you should take more care of your health. You should take more care of your health. Anh cô ta yok chặt tục đặt hồi ban tràn chỉ nghĩ không bị sập kịp một ai. Anh cô ta yok chặt tục đặt take more care yok chặt tục đặt tràn chỉ nghĩ chỉ cố sập kịp một ai of your health. Yeah, I think so. You are much healthier than me. May you share some way to stay healthy? Yeah. I think so. You are much healthier than me. But nhóm kịch hài chậm đái. I think so. Nhóm kịch chậm đái. Kịch hài chậm. You are much healthier than me. Anh miễn sự nghiệp lo và sao chiếm nhóm. You are much healthier than me. Anh miễn sự nghiệp lo chiếm nhóm. May you share some way to stay healthy. Ta anh hát chạy đồng lê. Một chỗ bài thắc là hai rồi biến sống kịp lo bạn đấy stay healthy đã thật nơ đã luôn luôn là biến sống kịp lo đấy stay healthy ta anh à chạy lên nơ biết như chúng luôn là bây giờ sống biến sống kịp lo bạn đấy ta đâu of course mẹ hai you have to eat healthy food and drink more water anh trâu tài nhằm ha đã thôi biến sống kịp lo eat healthy food nhằm ha đã lo nhằm ha đã thôi biến sống kịp lo and drink more water. Hay nhắm tức ở bàn tràn. Drink more water. Nhắm tức ở bàn tràn. You should do exercise regularly and make sure you get enough sleep. Anh cua tài thơ lục hạt bàn. Do exercise regularly. Chia tiên toát. And make sure you get enough sleep. Hay trâu đặc vật hả? Anh kênh lục bàn cực cực. Get enough sleep. Kênh bàn cực cực. Okay, cho mình đọc tiếp. Mình hỏi anh trâu tài nhằm à, tài miên, tài
nhằm vừa xong thì lỏ hay nhằm tích hợp cành được trả hay cua tại vừa lùm hạt trang chia phần trăm hay bật bật thả anh kênh và cục là what is healthy food? What is healthy food? Ta vậy tới chia à đã vừa mình xong thì lỏ. Healthy food refers to the food that is good for your health. Sorry, cái này xem xong tôi tích là cái từ healthy, anh mình see đấy, từ sáng trong ngoài đến bình của sống chia sẻ của việc và nhạc chạy đấy. Nhưng dân trong đại healthy, A-E-A-L-T-H, anh mình ngoài đấy, ok? Sống chia sẻ lại. Healthy food refer to the food that is good for your health. Ha, đã có sống kịp rõ, xong đó tôi lựa hạ thì mà ngã, đã có sống đọc sống kịp của anh. Healthy, nhưng phải là sống kịp. Such as vegetable, fruit, fish, milk, meat, rice, chicken, and so on. Such as vegetable, fruit, fish, milk, meat, rice, chicken, and so on. Okay. Đôi chỉ such as này kêu đôi chỉ bẩn lái, lái chơ, trái, tịch bạc cô, sạch, bái, sạch món, ha, chỉ đạm, and so on. Này kêu chỉ đạm, như là miên, lơn, bình đẳng kiệt. Healthy food is not junk food. Ah, ha, đặt câu hỏi là cứ mình men là ha là mình lo nó tiền là junk food như thế nào? Ha, hiện trái ha là ha là vì mình chấm ra nó số tiền ha là thôi bắt con nó số tiền junk food. Junk food nó từ ha mình lo. Nào là what is junk food? Tao với tới chỉ junk food. Tao với tới chỉ ha để mình lo nó. Okay. Rồi. Junk food refers to the food that is harmful to your health, such as fast food, ice cream, cake, candy, etc. Okay, junk food refers to the food that is harmful to your health, such as fast food, ice cream, cake, candy, etc. Aha, đây mình là nó cứ xin đào từ là aha để ăn bắt bol is harmful là ăn bắt đầu hol rock từ đó sốc kiếp được bao nhiêu harmful to your health. Bắt qua đó sắp kịp của anh được chia sạch sự chia fast food fast food được chia hamburger được chia pizza được chia đập lồng chiên được có ok để tạo chiếc lạnh trả nó để chấm ăn lượt fast food nó được để lượt lượt này thì từ quay fast food restaurant mình được chia hamburger được pizza được chia mì chay nó sắp đi chặt chồ nó fast food đặt sang bên này ice cream caram cake, nom cake, candy, which is called crop, lạc, okay, sạch ra này là lạc. I like all junk food. I like all junk food. Nhóm cho chất nhằm mà hà, junk food tặng ngọt, ok, chân là hà là crop. Ai có sổ kiếm có cho chất tặng ngọt. I like all junk food. Đã rốt. That's why you are always sick. That's why you are always sick. Nếu chỉ mua là hai đàl, anh tàn tạch chư nâng hai. The most important thing is to check your health with the doctor and avoid taking medicine without prescription. The most important thing is to check your health with the doctor. A way that's in kind of fun is to check some people for I. And avoid taking medicine without prescription. Hãy trao chi viên avoid chi viên nơi ca nhằm thân taking medicine nhằm nắm đòi miễn bị đau đòi miễn đòi miễn bệnh chạy bệnh chia prescription từ bệnh chạy bệnh chia là chân bị ốm bệnh là sẽ xây một năm hoặc một tình năm lên chân còn đó nó về cái đòi miễn prescription từ cái từ tình năm đó là bệnh check sức khỏe hỏi từ ốm bệnh bệnh chân bệnh chạy bệnh chia nữa rồi mẹ chồng mới từ tình năm này khá ổn đấy còn trước từ tập làm gì vậy nào chẳng biết thì cả có chuyện gì thế bây giờ thì lo dần từ tạm biệt thì cũng được phép hay chẳng thể nào nhập ok ở lớp em ăn cao sản phẩm đầu tiên hey Nara, you look pale and tired. What happened? I have been feeling sick in the morning. I've got a strong headache. Have you visited a doctor yet? Not yet. I just took some medicine. You should go and see doctor before you take medicine. It's okay. I usually get better after taking the medicine. It just takes a few hours. You should take more care of your health. Yeah, I think so. You are much healthier than me. May you share some way to stay healthy?
Of course, you have to eat healthy food and drink more water. You should do exercise regularly and make sure you get enough sleep. What is healthy food? Healthy food refers to the food that is good for your health, such as vegetables, fruit, fish, milk, meat, rice, chicken, and so on. Healthy food is not junk food. What is junk food? Junk food refers to the food that is harmful to your health, such as fast food, ice cream, cake, candy, etc. I like all junk food. That's why you are always sick. The most important thing is to check your health with the doctor and avoid taking medicine without prescription. Okay, chắc như mình trong ca phần này tập này hay bọn tôi có thể like share video này tất cả mọi người hay click subscribe để mời tụi bạn video mời mời chỉ bật đỏ tiền hay có click chuông tụi nó thấy đi mời ca phần này đi mua đồ đó đi tập bị tập bị riêng đi clear sắp hàng tất cả những bài chỉ trong ngày chỉ muốn channel của các bạn okay hay chút subscribe chút rút cần đăng ký để mời tụi bạn notification hay có click comment để mời chỉ bật ta ta Hey, I'm Chan. Have a good day, everyone. Bye-bye. See you in the next video. Hi, the team about my cast on the need to bone key. Jump be an am I back clean lineness to an am I peeps and peep. Keep the body soft, okay? Cleanliness. Chúng một lần bong bồn và to cho mùi khi nhóm khi xong phải chạm tích tha đầm bay từ tu ban ca sản lý tì mùi rồi hút đầu tì đọc bấy from number 1 to number 13 bong bồn cho được nông channel rồi bọc nhóm rồi thay bong bồn cho tờ lợi playlist hai bong bồn nâng khơi playlist mới để mình chúng ta basic English conversation chúng bong phụ ôn cho được nông file basic English conversation hãy bong phụ ôn add khởi vì ca sẵn để tìm mũi hồn đó tìm động bày ok hãy riêng vì tìm mũi hồn đó tìm động bốn chúng ta sắp tới khi thiên bọt lò lõ đây khi đã mình chồn ok hãy miền bị bệnh clear clone nó không sao lễ để bong phụ ôn ai vô tập ra phát bàn chia sắc và từ chia clear đại lõ lõ đại bóng phụ này đến yêu thức đạo phạm bản ok chứng ông con trang xâm tập bản năng tỏ dương tâm mớ tại ca sân niệm vì nà máy tài dùng mạch đá đầu viên đà rố hai nâng nà rố nà ra ok let's go đà rố what are you doing nà ra what are you doing nà ra ta anh có phong phơi nà ra nà ra I'm cleaning up my yard. I'm cleaning up my yard. Okay. Khiom kompong tae samat ti thlie. Tae robok khiom yard ni prae tha ti thlie, okay? Ti thlie no khong pteah yeung na, kraoy pteah kadoy muk pteah kadoy khang. No pi chmieng pteah kadoy oy ta ti thlie khong pteah nang yeung hau ta yard, okay? Okay, I'm cleaning up my yard. Khiom kompong tae samat ti thlie pteah robok khiom. Daro Oh, you are very hardworking man. Oh, you are very hardworking man. Oh, anh bất chia mình nụ xa man. Ok, hardworking cứ xa chỉ yếm khát khom cứ cá hardworking. Hardworking man cứ mình nụ đã ụ xa. Ụ xa khăn nè. Anh bất chia mình nụ xa khăn nè. Oh, you are very hardworking man. Nara, It's not a big job. It's not a big job. I do it every day. It's not a big job. I do it every day. Vì mình men chỉ càng y thông tê. Ok, vì mình men chỉ càng y thông đông tê. It's not a big job. Job càng y big thông. Vì mình men chỉ càng y thông tê. I do it every day. Nhóm thua vì chỉ riêng rọt ngày hai. I do it every day. Nhóm thua vì chỉ riêng rọt ngày hai. Daro, why do you need to do it? Why do you need to do it? Had ai ban chi ai trâu thua vía? Why do you need to do it? Had ai ban chi ai trâu thua vía? To tell you the truth, I never do it at all.
To tell you the truth, I never do it at all. ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ទៅ okay to tell you the truth ខ្ញុំសូមប្រាប់ឯងតាមត្រង់ទៅគឺខ្ញុំមិនដែលធ្វើការងារនឹងទាល់តែសោះ okay I never do it at all ខ្ញុំមិនដែលការងារនឹងគឺសំដៅទៅលើ cleaning up okay cleaning up like that ខ្ញុំមិនដែលសម្អាតទីធ្លាផ្ទះខ្ញុំទេ I never do it at all okay ពួកគាត់គិតថាជាការងារដែលសម្រាប់ទីផ្សេងគាត់អត់ធ្វើអត់ដែលសម្អាតទេ never do it at all okay now well I really like clean environment I really like clean environment មែនហើយខ្ញុំពិតជា okay really ពិតជាចូលចិត្ត environment ប្រែថាបរិស្ថាន environment បរិស្ថានស្អាត clean នឹងស្អាតបែបមានអនាម័យហើយវាមិនកខ្វក់កាលអត់កខ្វក់គឺមានអនាម័យស្អាតហៅថា clean environment ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តបរិស្ថានស្អាត no trash អត់មានសំរាម trash នេះគឺសំរាម no pollution មិនមានការបំពុល hey no pollution មិនមានការបំពុល and green ហើយនឹងមានពណ៌បៃតងអូខេជាងមានគាត់ជួយចិត្តបរិស្ថានដែលមិនមានសំរាមមិនមានការបំពុលហើយនឹងពណ៌បៃតងទាំងនោះអូខេ that can help me feel relaxed and stay healthy that can help me feel relaxed and stay healthy នោះវាជួយឲ្យអាចជួយខ្ញុំអូខេ that can help នោះអាចជួយខ្ញុំឲ្យមានអារម្មណ៍relax ប្រែថាមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមានអារម្មណ៍លំហែ and stay healthy ហើយនឹងមានសុខភាពល្អ stay healthy អូខេ stay healthy នឹងមានសុខភាពល្អ okay now go Daro how can that help you to be healthy how can thathelp you to be healthy តើនោះអាចជួយឯងរបៀបណាទៅឲ្យមានសុខភាពល្អតើនោះអាចជួយឯងរបៀបណាទៅឲ្យមានសុខភាពល្អមានន័យថាគណៈ clean environment នឹងអាចជួយឲ្យមានសុខភាពល្អដោយរបៀបណាទៅអូខេងោណារ៉ា don't you know តើឯងមិនដឹងទេឬ don't you knowIf you live in a dirty or polluted area, you are going to get sick more often. បើសិនជាឯងរស់នៅក្នុងតំបន់ area ប្រហែលថាតំបន់ដែលកខ្វក់ dirty area តំបន់ដែលកខ្វក់ or polluted area.ឬក៏តំបន់ដែលត្រូវបានបំពុលអូខេ pollution នឹងគឺបំពុលដែលពីផ្សែងឬក៏ពីសារជាតិផ្សេងៗដែលគេប្រហូរពីផ្សែងដែលចេញពីរោងចក្រផ្សែងដែលចេញពីយានយន្តណា pollution អូខេបើសិនជាឯងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលកខ្វក់ដែលមានការបំពុល you are going to get sick more often ឯងនឹងឈឺញឹកញាប់ជាងអូខេឯងនឹងឈឺកាន់តែញឹកញាប់ more often viruses and bacteria like to live in a dirty place យ៉ាងវីរុសហើយនឹងបាក់តេរីចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលកខ្វក់ in a dirty place អូខេវីរុសហើយនឹងបាក់តេរីនឹងប្រភេទអូខេមេរោគហ្នឹងឯងវីរុសមួយបាក់តេរីចូលចិត្តរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលកខ្វក់ For example if you are eating food with your dirty hand the virus and bacteria will get into your body and then you will become sick okayបើសិនជាឯង for example ប្រើថាជាឧទាហរណ៍បើសិនជាឯងញ៉ាំអាហារ eating food ញ៉ាំអាហារជាមួយដោយប្រើដៃអូខេវាកខ្វក់របស់ឯង your dirty hand
virus hay những bacteria will get into your body, nâng chôl từ nông khuôn rồi bỏ anh, and then you will become sick. Hay tỏ mó anh nâng chữ. Okay. Oh, that's why people in my family always get sick. I know the reason now. Oh, that's why people in my family always get sick. I know the reason now. Oh, nu hai khi chim mula hat dal manu no knong kru sa robos khnyom taeng tae chhu always get sick. I know the reason now. Khnyom dang pi hat phol hai lo ni. What can I do to keep everything clean at my home? What can I do to keep everything clean at my home? Ta khnyom aich thvoe ai ban dambei rasa away away oy mien anamai no pteah robos khnyom. Ta khnyom aich thvoe ai ban dambei thvoe oy away away krob yang mien anamai no pteah khnyom. Nara, it start from you. You have to wash your body, especially your hands, very often. It starts from you. Vi chap dam pi kru nek. It starts from you. You have to wash your body, especially your hands, very often. Aing trâu tae sam at rieng kai robos aing chi piseh kư dai robos aing nung oy ban nyak nyop bomphot. Okay, very often. Clean and tidy up your bedroom. Trâu sam at hai nung riep chom bình tục kê nhờ rồi bỏ ai nhờ mình sẽ nạp nóp thay đi ẩm ấy cứ rịp trong mà mình sẽ nạp nóp hay clean cứ xâm áp hay nên rịp trong mà mình sẽ nạp nóp. Ok, rồi bình tục kê nhờ rồi bỏ ai. Wash your clothes more often. Trâu xâm áp xâm lịp bằng phép ôi can tè nhật nhuộc. Ok, wash your clothes and wash your clothes more often. Trâu xâm áp xâm lịp bằng phép bỏ ai nhờ can tè nhật nhuộc. Clean up every corner of your house. Clean up every corner of your house. Trở tại cho xâm át nữ cực cực lọc cực liệt. Ok, every corner cứ cực cực lọc cực liệt, cực trúng nếp tẹt rồi bỏ ai. Ok, keep your trash in trash bin. Keep your trash in trash bin. Cho tục đặt xâm ram no knong thong sam ram. Okay, keep your trash in trash bin. In short, make sure, okay, achisrai ke ni jeung ai lop you chính an min you te. Okay, make sure everything around you is clean. Trâu prakot tha make sure. Okay, ye klay in short ni pra tha ye klay trâu prakot tha rư ko anh trâm bật bật thá group away away để nói chung vinh luôn anh cứ miên là nà mày group away away để nói chung vinh luôn anh cứ trâu tầm miên là nà mày. Đà rô, so that means I have to work harder. So that means I have to work harder. Được chứ nè, miên này thá nhóm trâu tệ thua ca ôi khăn chứ mùn trâu tệ không bằng thua ca chứ mùn rư ko tôi chứ nách miền này thác nhóm trâu khất không thừa cả chương một. I don't like to work harder. Nhóm mình trong prang nhóm mình trong thừa cả khăng chương một tỷ rư ko nhóm mình trong không prang thừa cả tỷ. Anyway, I have to do it to keep my family and I healthy. Anyway, tôi chỉ rằng nè khiom trâu tài thua vi. I have to do it. Đầm bấy để xá cru xá hay đừng khiom ở miền sọc tiệp lọ. To keep my family and I healthy. Đầm bấy để xá cru xá hay đừng khiom ở miền sọc tiệp lọ. Yeah, you are right. Yeah, you are right. Men ai yeah, men ai anh nhìn dưới trâu. You are right. Đào, thanks for your advice. Thanks for your advice. Ông con tran sum rap đồng bồn miền bỏ ai. Nara, you are welcome. You are welcome.
Okay, you are welcome to Pratham and Ate. Som Swa Kum. Okay, đòi cái đầy đi đi chân màu. Okay, now I read again. What are you doing, Nara? I'm cleaning up my yard. Oh, you are a very hardworking man. It's not a big job. I do it every day. Why do you need to do it? To tell you the truth, I never do it at all. Well, I really like clean environment. No trash, no pollution, no and green. That can help me feel relaxed and stay healthy. How can that help you to be healthy? Don't you know? If you live in a dirty or polluted area, you are going to get sick more often. Viruses and bacteria like to live in a dirty place. For example, if you are eating food with your dirty hand, the virus and bacteria will get into your body, and then you will become sick. Oh, that's why people in my family always get sick. I know the reason now. What can I do to keep everything clean at my home? It starts from you. You have to wash your body, especially your hands, very often. Clean and tidy up your bedroom. Wash your clothes more often. Clean up every corner of your house. Keep your trash in trash bin. In short, make sure everything around you is clean. So that means I have to work harder. I don't like to work harder. Anyway, I have to do it to keep my family and I healthy. Thanks for your advice. You're welcome. Thank you very much, everyone, for your watching. And don't forget to